Có mỗi tí thôi em ạ. Trường thấy ông người ta sáng lên thì bắt mỗi tí. Đây dạ, cái vấn đề bạc tắt ra thì cái tái này nha. Đây. Bên này xong rồi bên chào các bạn nhé, token đang giờ này đang là bên nhà trai đến bên nhà gái mang mâm cỗ hôm lễ về đây kính tổ tiên, các bạn hãy theo dõi nhé. Đi vào đây mình ngồi đây mà có chỗ mà. Hai vợ chồng này ngồi đây. Rồi, em ngồi đây. Nặng cái này có à? Nặng này. Cái này đúng mà đấy. Đây ngồi đây. Đây. Bạn nặng cái này được. Sao đẹp không em nhỉ? Hey. Ông ai bên? Thưa các ông các bà, cô dì, chú bác. Kính thưa các vị khách quý và các bạn nam nữ thanh niên, bạn của cháu anh và tôi xin thay mặt xin tự giới thiệu, tôi là chú của cháu anh. Thì lời đầu tiên thay mặt cho đoàn nhà trai, tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và cảm ơn đến sự đón tiếp chú đáo thân tình của nhà gái. Thì đoàn chúng tôi hôm nay đến đây thì thay mặt cho đoàn thì tôi xin giới thiệu đoàn nhà trai chúng tôi. Thì bên về trong gia đình thì có em trai của cháu anh thì hiện em ngồi ở ngoài, và trong gia đình thì có bà tôi là cũng có mặt đấy, đầy đủ các bề trên nội ngoại, và có thím đấy, thím và chú rể. Chúng ta đứng dậy ạ, đứng dậy. Có thể là đứng dậy nhỉ? Vâng. À chú, từ thím, từ chú rể đứng dậy ạ, để biết ạ. Và có chú Kiển, chú trong gia đình. Thì thím, vợ chồng thím chú Kiển đấy. Về bên ngoại
của cháu thì xin giới thiệu có vợ chồng gì vợ chồng gì thương ạ và toàn thể anh em bên nội ngoại và các bạn nam nữ thanh niên của cháu anh luôn có niềm vui và hạnh phúc. Thưa toàn thể các ông các bà cô dì chú bác các vị khách quý, thưa toàn thể một hôm thì ông cha ta cũng đã có câu là trai lớn lấy vợ, gái lớn à chồng. Thì qua thời gian tìm hiểu của cháu, hai cháu được quyết định xây dựng cuộc sống gia đình vợ chồng, và hai cháu cũng đã báo cáo hai gia đình bên bố mẹ thì được sự nhất trí của bố mẹ hai bên gia đình cùng vun vén và được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Thì hôm nay thì ngày lành tháng tốt, ngày vạn tháng lộc, thì bên nhà trai thì có đơn trầu có lễ đến để báo cáo với ông bà tổ tiên của nhà gái và xin được đón cháu hậu về làm con làm dâu và làm vợ của hôm nay thì về phía nhà trai thì cũng xin được báo cáo với cái họ. Và nhà trai thì cũng báo cáo luôn thì về cái thời gian. Về cái thời gian thì là 2 giờ thì đón dâu vào cửa. Cũng mong là bên họ nhà gái bố trí sắp xếp về cái thời gian và thống nhất về cái thời gian là sau khi chúng ta bàn bạc rồi sau cái buổi lễ này thì bố trí thời gian thì cũng xin phép là tầm hơn 11 giờ thì tôi sẽ đón dâu để đảm bảo cái thời gian cho kịp vào cửa với chúng ta là xem cái ngày lành tháng tốt, năm tốt và tổ chức thì cũng là giờ tốt để đón cháu. Kính thưa thì các ông các bà thì kể từ giờ phút này thì hai bên gia đình của đã trở thành là thông gia đồng nhất gia, gắn bó keo sơn bền vững và cùng vun vén chúc cho hai cháu xây dựng hạnh phúc trăm năm và có cuối năm thì chúng ta sẽ thì cho bạn trai một lần nữa xin được cảm ơn sự đón tiếp của và các vị khách quý nam nữ thanh niên bạn bè của hai cháu bước sang một năm mới luôn có sức khỏe dồi dào hạnh phúc và có một năm mới an khang thịnh vượng. Xin trân trọng được cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác và các bạn nam nữ thanh niên, như đã thống nhất giữa hai gia đình và hai dòng họ, sáng hôm nay sẽ tổ chức trong buổi lễ ngày hôm nay. Thì trước tiên tôi xin giới thiệu thành phần đoàn và các ông bà trong họ để hai bên cùng biết và mình giao lưu. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chí, là ông của cháu hậu, và hôm nay thì có bà Nhị là phó đoàn trong buổi lễ tổ chức hôm nay. Thế về bên thành phần trong họ nhà nội
bên này thì chúng tôi có bà của cháu hậu, bà cháu và thế có trong họ thì có người cao tuổi, có bà Trang, bà Trang Nguyễn Kiện và bà Trang. Có ông nội, bên đó có ông nội của cháu hậu, ông nội đang bận tác nghiệp tí, có bà nội, đây bà nội của cháu, có bác Lợi, đây bác Lợi là bác cả, có bác nội, bác Nhiệm, có bác trưởng, có chú Thắng, rồi có ông Nguyên nữa, có ông Vâu, có ông Sen, có ông Mấy, có chú ông My, có hai bác Nguyên Lợi. Về bên bà ngoại, bên ngoại thì có bà ngoại của cháu không? Có bác Hằng, có vợ chồng bác Tuất, có bác Hương, và ngoài ra còn có đông đảo đủ bạn của mẹ cô dâu, có các anh các chị các em trong họ rất là đông. Và đội sẽ trải qua quá trình yêu nhau, hai cháu Hậu và Hiếu Anh đã tìm hiểu yêu nhau và báo cáo với hai bên gia đình có sự đồng ý và được sự vun vén của bạn bè, và hai bên gia đình đã đi thống nhất là sẽ tiến tới hôn nhân. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình thống nhất là tổ chức là lễ thành hôn cho hai cháu. Cụ thể theo nghi lễ của địa phương và cũng của cả hai địa phương hai bên thì cũng đã thống nhất là hôm nay sẽ là tổ chức buổi lễ hỏi và lễ hỏi. Hỏi nhà trai thì nam dâu thì thống nhất theo sự trao đổi với họ gia đình nhà gái thì bao gồm là phần lễ thì nó bao gồm là có chóc trầu cau và đạm lợn quay, rồi là chè, con gà, có xôi đầy đủ theo như là hai bên họ hàng gia đình cùng trao đổi để tìm gia tiên báo cáo với gia tiên là cháu rể trình gia tiên công nhận họ gia tiên họ hàng công nhận là từ nay cháu anh là cháu rể trong gia đình. Và tiếp theo thì xin nhà gái có ý kiến rồi cùng trao đổi, xin trân trọng mời ạ. Mời phó đoàn nhà gái lên sau lễ. Cháu có một đôi lời cho trước tiên là cháu xin được phép trao quà cho bên nhà gái. Cháu mời phó đoàn nhà gái nhận quà. Alo, tôi rất là vinh dự
ủy quyền của ông Đạo và bạn La. Sự ủy quyền vinh hạnh lớn nhất hôm nay, trong 360 ngày thì có một ngày đẹp nhất, một tháng đẹp nhất và một giờ hoàng đạo đẹp nhất. Thì ông Đạo và bà La đã ủy quyền cho tôi là phó đoàn nhận cái đại lễ của ông nhỏ và bà Kiều. Thì trong cái lễ ăn hỏi ngày hôm nay thì tất nhiên là chúng ta không thể nói đến thành phần quan trọng nhất là cháu Thanh Hồng và cháu Vũ Anh. Trước khi tôi nhận cái lễ này đại diện cho họ trình chúng tôi mời thành phần quan trọng nhất là cháu Thanh Hồng và cháu Hữu Anh vào kính trình hai họ bốn bên để trước khi tôi nhận lễ để kính trình ra tiên họ trình chúng tôi và trình chúng tôi. Vâng, tôi xin nhận. Cái lễ đầu tiên là kính trình ra tiên họ trình chúng tôi. Chúng tôi không thể quên được là cái nghi lễ tập tục từ thời xa xưa các cụ để lại. Đó là con lợn quay. Mời bà trao con lợn quay thôi. Cái lễ này để kính trình ra tiên họ trình chúng ta. Vâng, lễ thứ hai là lễ chầu cau. Lễ chầu cau này từ thời xa xưa các cụ để lại. Lễ chầu, miếng chầu là đầu câu chuyện. Miếng chầu là đầu câu chuyện mà cũng là câu chuyện đầu tiên tình yêu của hai đứa, mà cũng là vun đắp và công sinh thành của bố mẹ. Vâng, tôi xin nhận. Lễ thứ ba. Lễ thứ ba là lễ họ Hoàng. Ông nhỏ và bà Kiều cũng mang đến cho gia tộc họ trình chúng tôi rượu chè thuốc lá. Rượu chè thuốc này, rượu chè thuốc này từ giờ chỉ đi hai họ bốn bên chúng ta đã kết tình thông gia nhất dặn. Và lễ này chúng ta trong gia tộc của chúng ta không thể thiếu được. Vâng, tôi xin nhận. Và lễ này cũng rất là đầy đủ. Chầu cau có, rượu có, thuốc có. Đấy là miếng cầu là đầu câu chuyện. Chén chè là kết tình thông gia. Vâng, rất là đẹp. Và đến lễ thứ tư. Lễ thứ tư, ông Hoàng và bà Kiều cũng sắp được một lễ rất là có ý nghĩa. Lễ này là lễ kẹo ngọt. Ngọt nghĩa là gì? Tình yêu nó phải ngọt, ngọt và mặn. Nhưng mà lễ này ông sắp rất là đầy đủ và đẹp. Sô-cô-la tượng trưng cho một tình yêu đôi lứa thật là tuyệt vời. Tất cả chúng ta chúc phúc cho hai con. Cho một tràng pháo tay ạ. Và lễ này cũng sắp rất là đầy đủ, đẹp và có ý nghĩa. Có những bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đẹp. Và bông hoa hồng này sẽ mãi thơm đến hết cuộc đời của hai con. Chúng ta lại cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, đến lễ thứ năm. Thì lễ này chúng họ Hoàng cũng rất là chu đáo, cũng không thể quên được. Lễ con gà là lễ của bên ngoài. Vâng, tôi xin phép hai họ bốn bên, tôi chỉ nhích và tôi cũng không mở ạ. Năm lễ của họ Hoàng đã mang đến kính trình gia tiên của họ trình chúng tôi rất là đầy đủ, đẹp và có ý nghĩa. Nhưng năm lễ này tôi đã nhận. Nhưng mà họ trình chúng tôi giao cho tôi một trách nhiệm là vẫn còn một lễ nữa. Khi chưa giao đủ lễ thì tôi cũng chưa nhận. Có đồng ý không ạ? Họ trình của chúng ta có đồng ý không ạ? Khi họ Hoàng đã giao lễ vẫn còn thiếu một lễ nữa thì ra họ trình của chúng ta không bao giờ nhận được. Vâng. Thank you.
Vâng ạ, bởi vì gia tộc họ Trình đã giao cho tôi nhận lễ thì tất nhiên là phải có đủ lễ thì tôi mới nhận. Vào rót nước đi. Vâng ạ, bà phó đoàn là họ Hoàng cứ nhà trai cứ giao lễ ạ. Vâng ạ. Được giao lễ cho đoàn gái. Vâng. Bà phó đoàn nhà trai đã giao cho họ Trình chúng ta một cái lễ này là lễ nguyên nhân cũng rất là chu đáo. Tôi không biết ở trong cái lễ này nó có bao nhiêu nguyên nhân, bao nhiêu ân xuyến để giao cho ông Đạo và bà Nga. Cái lễ này là lễ công sinh thành của ông Đạo và bà Nga khi sinh ra cháu họ. Đến giờ phút này chúng ta đã ngồi đây để tổ chức một cái lại lễ thành hôn cho hai con, thì ông Hoàng, họ Hoàng cũng có cái lễ này, thì tôi xin nhận. Vâng. Lễ gì hả chị? Lễ này lễ chân quay. Vâng, chân quay. Vâng, bán xong hết. Vâng. Tôi xin đỡ lời cho bà phó đoàn họ nhà trai. Thì lễ này là lễ chân quay. Vâng, tôi xin nhận. Vâng ạ, lễ này tôi cũng xin lỡ lời cho bà phó đoàn nhà trai là lễ thắp hương ạ. Vâng, tôi xin nhận. Vâng, lễ này là lễ thắp hương. Vâng, tôi xin nhận. Vâng, tôi rất cảm ơn ạ. Cảm ơn họ nhà trai cũng có cái lễ này gọi là gì. Tôi nhận lễ, đây là lễ của tôi. Vâng, tôi xin nhận. Tất cả hai họ bố lên cho một tràng tay ạ. Vâng ạ, không sao ạ. Vâng ạ, cái lễ này là lễ kim ngân ạ. Vâng, lễ này là lễ trả lời quay. Vâng. Và lễ này là lễ thắp hương cho gia tộc họ Trình chúng tôi. Vâng ạ. Ba lễ này thì gia tộc họ Hoàng cũng đã đem đến đầy đủ nghi lễ để giao cho họ Trình chúng ta. Từ giờ chúng ta đã trở thành một gia đình và trở thành thông gia đồng nhất gia. Chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Vâng. Sau khi bộ phận đã nhận những cái lễ chặn lợn rồi thì đề nghị mang lợn đi chặn này rồi ăn thì thắp hương. Thế còn đâu là hai họ chúng ta cùng nhau uống nước, uống rượu và giao lưu. Cái đó ăn những. Vâng ạ. Tôi cũng đã nhận lễ xong. Và trong cái thời gian mà gia đình họ Trình để mang lễ để kính Trình gia tiên thì ông Nga và bà Đạo cũng rất là chu đáo và thì thầm với tôi là
phải có một món quà để trao lại cho bà phó đoàn. Vâng, xin mời bà. Vâng ạ, thì trong cái thời gian mà mình ăn lễ thì đi thắp hương thì tôi cũng mời tất cả hai họ bốn bên uống nước để chúng ta để giao lưu, uống một chén rượu để chúc phúc cho hai con. Xin mời chúng ta cùng nâng ly rượu để chúc mừng cho hai cháu. Thứ ba thì phần chương trình thì phần lễ đã họ nhà trai cũng đã giao xong và họ nhà gái cũng đã nhận. Thì bây giờ thay mặt cho đoàn nhà trai cũng xin báo cáo lại với ông bà là mình đảm bảo cái thời gian chiều nay, thời gian dâu vào cửa thì là 2 giờ, thì báo cáo là 11:10 thì đoàn nhà trai chúng tôi là làm các thủ tục để đón cháu dâu về làm con làm dâu làm vợ của cháu anh